Rồi, ok, xin chào tất cả các bạn. Mình là Lâm Bích Hợp, rất vui được gặp lại các bạn trong video ngày hôm nay. Thì hôm nay chúng ta cùng nhau đi leo tháp tiếp nào. Thì nói chung là nãy mình mới quay tập 1 về ông tướng Kenji Maeda này. Thì nói chung là có vài thông tin mình bị nhầm, có lẽ là do mình đọc không kỹ hoặc là lâu rồi mình không có nhớ. Thì ông này về cơ bản đúng là gia thần của nhà Uesugi nha các bạn. Nhưng mà có một vấn đề ở đây đó là ông này, gốc của ổng là ổng từng có một gia tộc riêng là gia tộc Maeda luôn. Nhưng mà sau đó thì gia tộc này bị Nobunaga thu phục, cho nên đó là sau đó thì cái quyền thừa kế á, nó bị chuyển cho người khác. Thành ra thì ông này ổng mới phải nói như là phục vụ cho nhà Oda, rồi về sau là phục vụ cho nhà Toyotomi, tham gia Tây quân cũng như là phục vụ cho nhà Uesugi và đủ thứ. Thì đó, nói chung á là ông này ổng theo khá là nhiều phe. Nói chung là nếu mà xét trong một khía cạnh nào đó thì nó giống kiểu đổi chủ của Thiên Liêu á. Nhưng mà nhìn chung thì có thể nói đây là một dẫn, nói chung là sau cùng thì chúng ta vẫn thấy ông này là một cái con người mà trung thành. Thậm chí là có những sự đánh người ta ghi nhận là ông này xung phong chỉ với 8 kỵ binh mà vẫn có thể phá được đội hình của đối phương trong trận đấu với nhà Mogami các bạn ạ. Có thể nói đây là một cái người dũng tướng thực sự ấy. Rồi quan trọng hơn hết, ông ấy theo ai là ông ấy chung với người đó. Chỉ khi nào mà cái gia tộc đó mà nó suy rồi thì ông ấy, chứ không phải suy nữa mà nó vong luôn rồi thì ông ấy mới đi theo chữ khác thôi. Thành ra có thể nói là vẫn, nếu mà nói ra ông ấy trung thành thì cũng chưa hẳn là trung thành lắm. Đúng là cái đàn chủ tàu này phải chết theo chủ, nhưng mà vậy nó phí cái tài năng đi, thậm chí nó mang cái tiêu cực. Thành ra nếu mà nói một cách khác thì ông này giống như là Trương Liêu, hoặc là nếu mà so ra thì cũng hao hao Triệu Vân cũng được. Tại vì chỉ đổi chủ khi mà được chủ cũ cho phép thôi, chứ không phải cái kiểu anh thấy lợi huynh nghĩa của lão bố. Ngoài ra thì chúng ta có thể thấy đó là về sau khi là nhà Uesugi là thua trận, tại vì nhà Uesugi mình đọc lại rồi, họ đứng về phía Tây quân nha các bạn, tức là đứng về phía nhà Toyotomi, đứng về phía của Missionary á, và sau đó là bị nhà Tokugawa đánh bại. Thì ông này về cơ bản thì ổng vẫn đứng, nói chung là đứng về phía gia tộc của mình, chứ không có đổi phe như một số vị tướng khác bên nhà Toyotomi nha các bạn. Thành ra là có thể nói đây là một trong những cái nhân vật lịch sử mà có thể nói là khá là tuyệt vời của Nhật Bản. Nói chung là nếu mà không chỉ so ông này được với lão bố thì có thể vẫn có thể so với lại Trung Liêu. 4 lần đổi chủ. Ông này về cơ bản là đồng cũng đổi 4 lần ấy, đổi phe 4 lần, nhưng mà nhìn chung thì không có để lại tiếng xấu. Như là cái đạo chủ tàu thì chúng ta cũng nên xem nó một cách tương đối thôi, chứ có đừng có được tuyệt đối hóa nó làm cái gì cả. Cái đó dẫu sao nữa thì nói chung người ta nói rằng đạo của người quân tử nếu mà dùng được thì thiên hạ thái bình lâu rồi, chứ đâu có phải để đến cảnh chiến loạn đâu. Thành ra là chúng ta cũng không nên cứ vinh vào cái đạo người quân tử hay đạo chủ tàu mà phải thế này thế kia, thế lọ thế chai mà lắm. Chúng ta cứ sống sao cho nó thoải mái là được rồi, miễn là chúng ta không có làm những cái chuyện bất nhân bất nghĩa là được. Còn chúng ta cứ đòi con người là phải này thế nọ thế kia thì sau cùng thì chúng ta cũng không nên nào kiếm được một con người hoàn hảo vậy, mà nếu có thì trên đời thì cũng không biết được mấy ai. Ai cũng có một cái mật vấn đề gì đó của riêng mình thôi. Ngay cả những cái nhân vật lịch sử mà chúng ta xem trọng như là Đức Thánh Trần Hưng Đạo hay là gì thì cũng còn không hoàn thiện mà các bạn. Thành ra là thôi, nói chung là miễn sao cái con người đó đạt được một số cái tiêu chuẩn nhất định là được rồi, không có nhất thiết là cứ phải hoàn hảo 100%. Mà những con người mà thì các bạn hoàn hảo 100% thì thường là nhân vật đó đã được tô hồng lên rồi, hoặc là người ta cố tình người ta che đi những cái vấn đề của nhân vật đó, chứ không bao giờ có một nhân vật như vậy thực sự tồn tại đâu. Ngay cả Quan Vũ cũng vậy thôi các bạn ha. Chúng ta có một hành phần, chúng ta có một cái ông Quan Vũ đẹp như ngày hôm nay, hình ảnh của người Quan Vũ đẹp như ngày hôm nay á, cũng là do bao nhiêu đời người dân Trung Hoa đó là tô vẽ lên nó mới được như vậy, chứ thực chất là Quan Vũ không được như vậy đâu. Ây da lũ đặng đánh nó ném đầu quá thôi, chạy. Mình đã đánh vượt cấp nha các bạn, tầng này là tầng 32 rồi, trong khi nhân vật của mình mới level 16 rồi đó. Chúng ta đánh vượt cấp chỗ này là ông này, chúng ta ông này ông mạnh lắm rồi, chứ chúng ta ông đòi mình ông này ông leo tầng 50 nữa thì có mà chết. Lại nữa phải chạy luôn. Mấy cái hành ném đồ đạn nó ném rất đau, mặc dù nó ném chậm nha. Nếu mà các bạn nào mà chơi Samurai Warriors 2 á, thì các bạn sẽ có thể thấy là ông mấy hành ném đồ đạn này nó là một cái dẫn hỗ trợ mà có thể nó khá là nguy hiểm. Rồi lấy một cái này thôi đủ rồi. Rồi đây nhân sát thương lên quýnh luôn cho nó mạnh. Rồi xong, hai ông nó chạy chưa đi hết. Ông kia máu trâu quá.
ai da. Rồi hòa nha. Ai da. Ai da. Ô da, nguy hiểm. Chơi luôn, hên quá mình thắng. Đúng lúc mình lên cấp hồi lại hết chứ không không biết leo tầm sao luôn. Ông này cũng là một trong những boss cuối của cái tháp này á các bạn. Ông này thì ổng chỉ chém được qua hai bên thôi. Ổng không có chém thẳng tới thì cũng hơi dở mà cũng không sao. Với mình vậy cũng được rồi. Ông này mình chưa nâng cái tốc độ nha, thành ra ổng chạy hơi chậm, mình mới nâng được đường đỏ với đường vàng à. Đường vàng thiếu một ô nữa là mình nâng tiếp được rồi. Thành ra giờ sợ mấy cái màn mà phải dí tụi nó quá, không có chiêu chạy nhanh. Đường xanh chưa nâng một điểm nào luôn, mới có điểm gốc thôi. Rồi ok đi. Nhưng mà mấy cái chiêu khác thì ok hết rồi. Mình tạm thời không có xài cái ông màu đỏ, áo giáp đỏ nữa mà mình xài cái ông, mình xài cái bà Nishio này cũng cáp dẫn. À hay quá, có một nhiệm vụ như kia. Rồi hy vọng là kiếm được nhiều đồ. Nói chung là ông này giờ ông mạnh rồi, tại ông kiếm được, mình kiếm được cái cây có tử và ông mà cũng kiếm được, có thể lấy được đồ tốt luôn. Thậm chí là rớt được ngọc nhiều hơn do là mình đang có cái gì ta. Cái này nó gọi là cái quên đi rồi. Nên là mình đang có búp đồ á, thành ra là nó ra đồ cũng ngon lắm. À rồi, bực mình là ngang. Mọi đường vàng mình nâng nhiều rồi thành ra nó cũng dễ ra đồ xịn hơn. Với lại nó ra nhiều hơn nữa chứ không phải chỉ ra đồ xịn không. Xịn mà phải nhiều nữa cơ các bạn. Đấy giống như các bạn thấy nãy giờ mình lấy được rất nhiều ngọc luôn. Lần trước là nhờ, tập trước là nhờ có ông Nao em đi chung, còn qua tập này là hắc tâm đỉnh luôn rồi. Rồi ok, lại được lấy vàng ninja nữa. Mà này thì mình tốn có 3.000 cái leo lên tầng này thôi, thành ra nó cũng không tốn tiền mình lắm. Cũng hy vọng là mình kiếm lại được khá khá một tí, nhưng mà không kiếm được khá khá thì cũng không sao, tại dẫu sao đây cũng không phải là tướng cày tiền. Ngoài ra thì ông này về cuối đời ổng là ông ấy hướng về cái con đường đó là thiên cao hội họa nha các bạn. Thành ra là có thể nói đây cũng là người băng võ xâm toàn ấy, chứ cũng không phải kiểu võ phu thất học đâu. Nhưng đây là một con người mà khá là toàn diện ấy, chứ không phải đùa. Xét ra nói thì nó ổng khá là giống Musashi đấy, nhưng mà có điều là số ổng xui hơn Musashi thôi. Tức là chọn nhầm thầy văn minh, nếu mà nói là cái chú của chúng ta hay đúng là chọn nhầm phe đấy. Tại vì ông Musashi ít nhất là ổng chọn đúng gia tộc để ổng phục vụ, đó là nhà Tokugawa. Thành ra là dù là ông ấy không thành danh trong cái sự nghiệp là quan lộ của ông ấy, tức là cái con đường làm quan, nhưng mà ít nhất ông ấy thành công trong cái ít nhất là ông ấy có một cái địa vị nhất định cho mình. Còn ông Kenji Maeda này thì về sau thì hầu như không có được gì mà có thể nói là nhiều cả. Dù là nói ra thì ông ấy cũng có một cuộc sống tương đối tốt khi mà nhà Uesugi bị đẩy tới cái lãnh đạo, tới một cái lãnh địa mới, không cho ở đất cũ Echigo nữa đó. Thì gia tộc đó là đến một cái tỉnh mà nó là một cái lãnh địa, như lúc đó không gọi là tỉnh, mà nó là cái lãnh địa, nó nằm ở phía bắc của đảo Honshu. Tức là cái thì nói chung đó là một cái vùng đất mà nó cũng khá là kém phát triển. Chủ yếu là lúc đó là người ta nói là nhà Uesugi là chỉ có thể làm nông thôi để mà sống qua ngày, như là phát, như là không có cơ sở để mà phát triển lực lượng luôn. Nhưng mà sau cùng thì nhà Uesugi vẫn có thể sống tốt, và ông này thì ông vẫn có một cái cuộc sống mà tương đối là ổn, như là cũng không đến nỗi là túng thiếu lắm. Thành ra là có thể nói là kết thúc một sự nghiệp như vậy là cũng đẹp rồi các bạn, so với một số cái đối tượng khác cùng thời, và thậm chí là nếu mà so sánh với những cái phe phái khác trong lịch sử thì có thể nói là ông này ông có kết thúc gì là đẹp lắm rồi, không thể nào chê ở đâu được nữa hết. Bản thân nhà tôi qua xử ông này vậy là cũng hợp lý rồi các bạn, tại dấu sao nữa thì ông này cũng không phải là cái người mà chống lại nhà tôi qua một cách cực đoan. Còn về cơ bản thì cũng là coi nào thần chúa nấy thôi. Thành ra là nếu mà xem xét kiểu này thì có thể nói là ông này vẫn là một con người tuyệt vời các bạn nhé. Tiếc cái là chọn sai phe chứ không chắc cũng thành danh rồi. Ông này mà ổng chọn đúng phe tôi cưa qua nữa thì thôi rồi luôn. Nhà tôi cưa qua coi như là có được lão bố. Mà người ta thường hay ví Ieyasu tôi cưa qua là như một phiên bản khác của Lưu Bị. Cái này là giống như kiểu là đúng là Lưu Bị có được lão bố ấy. Trong lịch sử thì Lưu Bị cũng từng có được lão bố, nhưng mà tiếc là không biết giữ. Đúng hơn là lão bố thì đã cũng đau vốn có ý phản rồi, cho nên là tiếc là Lưu Bị không có được lão bố, mà lão bố cũng không tìm được chủ tốt cho mình.
mà tự lập phe phái riêng, mà ông này thì vốn không có uy tín, thành ra là cái người như ổng không thể nào là làm cho mình một phe phái riêng được, mà chỉ có thể làm tướng dưới trướng người ta thôi thì được. Thành ra cái cách là hành sự, cái cách làm việc của lão bố thì đúng là không nên. Trong mắt chỉ có một chữ lợi thôi thì không thể nào mà thành sự nghiệp được. Ông này mà chạy nhanh được xíu là tốt, ta phải ráng năng nâng cái được tốc độ cho ông đi, ông chạy à, đánh với bà Nene à. Rồi cũng được, đánh với bà này dễ. Nhưng mà màn này nếu mà ở cấp độ này thì nó dễ thôi, nó không nặng. Chẳng qua là nhân vật của mình còn hơi yếu rồi, có nguy cơ là mình chết thôi. Chứ còn kia ok hết. Nếu lưu ý các bạn là khi các bạn đổi đồ cho nhân vật của mình á, thì khi mình nó nhân vật nó do máy dùng vẫn dựng bộ đồ cũ nha, tức là nó không đổi skin. Skin các bạn xét sao là nó còn nguyên vậy luôn. Bà Nene nhìn bảo bận cái bộ tập về này cũng hấp dẫn với đùa đâu. Nhìn thì nó hơi loli tí thôi mà cũng khá là ok. Ông này hình như cũng có xuất hiện bên Onimusa luôn nè. Mình nhớ ông làm là vậy, ông Kenji Maeda đó. Bạn nào mà có chơi Onimusa 2 rồi cho mình biết cái nhé. Tại vì mình nhớ là có cảnh ông này xuất hiện mà lúc đó là ông còn nhỏ, mới là một đứa trẻ thôi, đi bảo vệ công chúa hay gì đó đó. Tại nhân vật chính của Onimusa 2 là Zubei chứ không phải là Kenji Maeda hay nhân vật nào khác. Oda Nobunaga thì hình như là không có nhắc tới nhiều, mà chủ yếu là chúng ta nhớ tới cái hit gì ra Hideyoshi Toyotomi mới là xuất hiện nhiều trong Onimusa 2. Và cái bà cầm khiên thì hình như chính là Oichi á các bạn, bà cầm khiên chơi kiếm khiên á là Oichi. Ông Kotaro là cũng có xuất hiện, rồi ông cả ông Mago Ichiseka nữa. Rồi đây thì nói chung là cái tiến trình lịch sử Nhật Bản thì các bạn cũng biết rồi. Đầu tiên đó là nhà Oda thịnh thì đánh bại được đối thủ của mình là nhà Imagawa, thu phục luôn cả nhà Tokugawa. Rồi nhà Maeda giống như lúc đó chúng chỉ là một cái gia tộc nhỏ thôi, cũng không phải là một gia tộc lớn gì, thành ra là việc mà bị nhà Oda nó áp chế là chuyện bình thường. Rồi sau đó thì nhà sau cái chết của Oda Nobunaga thì Hideyoshi lên nắm quyền và chuyển quyền lực từ nhà Oda sang nhà Toyotomi. Rồi sau đó thì sau khi mà Hideyoshi Toyotomi chết đó, thì về cơ bản là con là Hideyori thì không đủ sức để mà nắm quyền, cho nên là quyền lực dần dần này rơi vào tay của nhà Tokugawa. Thì đó rồi nó cứ nối tiếp nhau thôi. Ông này thì sau đó thì ông mới trở sau thời gian phụ nhà Oda thì ông mới trở thành gia thần của nhà nhà Uesugi. Nói chung là trước đó thì có theo nhà Toyotomi luôn, về sau thì vẫn là người của Tây quân, nhưng mà về sau thì ông mới ở với nhà Uesugi luôn, ông không có đổi phe nữa. Nói chung là đời ông này là có tới 4 cái nơi mà ông ấy làm tướng. Một là cho chính gia tộc của ông ấy, hai là cho nhà Oda, ba là cho nhà Toyotomi, và bốn là cho nhà Uesugi. Nhưng mà đa phần những cái lần biến cố đổi chủ đó thì nó đều là do cái tình huống khách quan nó ép buộc, không phải là ông ấy chủ động đổi, nhưng mà thấy cái phe nó tàn. Thứ thứ nhất của ông này nãy giờ mình chưa thi chữ được nhiều ha. Tại cái đòn đó là đòn đánh cơ bản. Đúng là cái phải là đòn đánh cơ bản mà nó gọi là đòn đánh single á, đánh đơn á, đánh một mục tiêu á. Đòn số 2 vẫn là đòn gây choáng, đòn số 3 là đòn đánh diện rộng mà nó mới đánh 360 độ. Đòn số 4 là đòn power luôn. Tức là cái lực đánh của đòn số 4 cực mạnh á. Nãy giờ các bạn cũng có thể thấy là đòn 4 của ông này tuy là nó chưa đủ 3 thức, nhưng mà có thể là mình đánh một phát thôi là kẻ thù như là nghiêng ngã luôn. Ông này mà về theo cái tốc độ đánh nữa là thôi khỏi chê. Có điều là cái bộ đồ ông này mặc trong cái game nó thiết kế cho ông này hơi kỳ ha các bạn ha. Mình như chơi Warriors Orochi rồi, mình cũng chơi Samurai Warriors 2 rồi. Nói chung là ông này cũng khá là ok. Có điều là mình thì không hiểu cái phong cách thiết kế của Koe cho bản này lắm. Khi mà nó xét cho ông này cái bộ đồ mà mình nhìn cũng không hiểu đây là trang phục gì của Nhật Bản nữa. Nhưng mà tụ chung lại thì mình vẫn thấy nó khá là đẹp. Có tử mà còn có băng nữa thì ngon rồi. À trận này đánh với nhà Hozo, các bạn đánh luôn với 15 tướng nhà Hozo. Nhà Hozo chỉ giỏi xây dựng với lại dùng thiết kế vũ công thành thôi.
chứ còn mấy cái này nhà Ozo không mạnh lắm đâu, khỏi lo. Thật ra nhà Ozo được cái nó giàu nữa các bạn, tại nhà gia tộc này hồi xưa mỏ vàng mà lại ở một cái vùng đất mà tương đối nó trù phú nữa, thành ra là vừa khai thác vàng được mà còn vừa được một số cái khác nữa thì khỏi nói rồi, nông nghiệp phát triển luôn thì mấy chốc khi mà giàu đâu. Nhưng mà chỉ đi giàu thì có nhiều người thôi, nhưng mà cái lực lượng này chủ yếu là nó thiên về số lượng. Tuy là nắm được thêm công nghệ thuốc súng, nhưng mà thực sự lúc này thì cái công nghệ thuốc súng nó cũng không phải là cái gì đó nó quá phát triển để mà có thể tạo ra ưu thế. Cùng lắm là pháo nhà này bắn mạnh hơn người ta một chút, và có thể lính ném lựu đạn ngay từ đầu rồi vậy thôi. Như là vũ khí của nhà Ozo giai đoạn này cũng không phải nói là quá hiện đại so với lại thời đại của mình, so với thời đại đương thời á, tức là so với bối cảnh thế kỷ 16 ấy. Thành ra sau cùng thì hỏa khí thực sự cũng chỉ là hiệu quả nhất khi ở trong tay nhà Oda thôi, tức là trong tay của Nobunaga ấy, tạo ra cái lực lượng hỏa binh mà đủ sức mà đánh lui được cái đội kỵ binh coi là mạnh nhất của Nhật Bản vào thời điểm đó, là lực lượng kỵ binh nhà Takeda đấy. Chứ còn hỏa khí trong nhà tay nhà trong tay nhà Ozo thì cũng không phải giá cao lắm, tại nó cũng không có để lưu lại được một cái chiến công nào mà thật sự là nó đáng kể cả. Như là người ta nhớ tới nhà Ozo chỉ nhớ tới cái gia tộc này nó giàu, nhà nó thương mỏ vàng rồi các bạn. Nhưng mà nếu tính ra vậy thì nó cũng tương đối giống một cái gia tộc gì đó mà là chư hầu của nhà Uesugi ở ngoài cái đảo ấy, cái đó nó cũng có gia tộc đó thì nó cũng có mỏ vàng. Rồi đây, nói chung là ông này thấy ông mạnh ghê không? Ông dư sức hất mấy cái đòn tấn công của mấy đối thủ khác ra luôn. Hầu như là nãy giờ là mình áp chế được đối phương và quýnh rất ngọc khá là nhiều. Quên nãy giờ chưa coi đồ nữa, đồ ngon thế. Tầng 30 mà rớt đồ vậy là ok rồi, tại ông này cái khả năng lấy vũ khí của ông cũng chỉ mới được đời 1 thôi. Thành ra ông ra được món vũ khí như vậy thì cũng ok rồi, không phải đòi hỏi nhiều hơn được đâu. Mà mình cũng chả đòi hỏi hơn nhiều gì ở cái tầng 30 này. Ở đây chủ yếu là đi đánh lấy đồ rồi đó. Đây lính đi hết đi để đánh thằng tướng không bị nó phá. Rồi nhào vô hết đòn là chết luôn. Tướng bao giờ các bạn nó đánh ba đồng mạnh liên tiếp thì ai mà chịu cho thấu. Kiểu bao giờ đâu phải để chân các bạn, bao giờ đó là sự thật đấy, chứ là không phải là cái danh đâu, thật là cái thật luôn đấy các bạn. Rồi đây có thêm thuộc tính nữa là ngon rồi, tăng thêm sát thương lên nữa là khỏi chê luôn. Kotaro Fuma thì cũng bình thường thôi. Ông Kotaro này hay được ghi đánh chiến đấu chung với nhà Ozo, nhưng mà nhìn chung thì cái điều đó nó cũng không ảnh hưởng quá nhiều, tại ninja nó phục vụ rất là nhiều gia tộc, và bản thân ninja thì nó đề cao cái mệnh lệnh của trưởng tộc hơn là của cái đại danh. Bạn nào mà chơi Sekiro rồi sẽ biết. Ra sau cùng thì trưởng tộc chỉ đứng dưới cái đầu, trưởng tộc mới là người đứng đầu đối với ninja, còn với anh đại danh thì chỉ đứng thứ hai thôi, tức là cái ông lãnh chúa đấy. Tại ninja thế cho cùng thì nó chỉ giống một cái tổ chức đánh thuê đó các bạn, nó không phải là lực lượng chính quy của Nhật Bản. Chẳng qua là ngày nay trong ảnh hưởng của văn hóa đó thì ninja hay được biết tới nhiều, nhưng mà thực ra nó lại không phải là lực lượng chính quy các bạn. Mấy ông võ sĩ đạo thì rất là trọng danh dự, cho nên là không từ chối làm những cái việc mà nó trái danh dự. Nhưng mà chiến tranh thì không phải là nơi dành cho kẻ háo danh, thành ra là bây giờ để không phải làm việc trái danh dự thì samurai tự tạo ra một cái lực lượng mà nó thay họ làm những cái việc mà bị họ coi là trái danh dự thôi, gì đâu. Ở cái đó muốn cái đó thuộc hạ anh làm mà anh có làm đâu. Vâng, nói chung là rất là logic các bạn. Nhưng mà mặc dù người ta nói thuộc hạ anh làm thì khác gì anh làm. Nhưng mấy ông samurai nói cái đó tôi chỉ có tôi mới phải tôn trọng võ đạo, còn mấy thằng kia đệ tử tôi nó đâu còn tôn trọng như vậy. Hết chơi thấy ai chơi lại luôn các bạn. Rồi thôi, nói chung là cái gì cũng vậy các bạn. Nói chung là không muốn trực tiếp làm để tránh bẩn tay, mất uy tín danh dự gì đó, chứ thực chất là hai đàn em làm thì nó cũng có khác gì đâu. Chứ lại nhờ vậy mà có thể sử dụng được cái lực lượng mà nó bất hảo. Chứ chúng ta lúc nào cũng đòi lực lượng chính quy làm đâu ra cho đủ.
tính ra ông này ra nãy giờ ông ra những cái vàng hơi bị nhiều ha. Bà này né mà đối phụ vẫn kiếm băng tội nghiệp ghê. Rồi xong chỗ này đánh mà này đánh tổng cộng là 8 tướng nha các bạn. Nãy giờ ông này khá hơn chứ ông ra trận nào là trận đó là nhiều tướng không mà nhiều tướng nhiều đồ. China rồi chắc là đánh với ông Nobuyuki rồi hoặc là đánh với ba của bà này là ông gì Honda ấy nhỉ. À đánh với bà Nô à, vợ Nobunaga. Ok cũng được, tại thấy có mấy thằng ném lựu đạn đây dễ có bài lắm. Bà này giả đứng trong game này bà ấy đứng đầu mấy thằng ném lựu đạn mà. Rồi đây này vợ Nobunaga này. Rồi xong cấp ông này giờ cũng cao rồi, giờ muốn lên cấp lẹ nhờ ăn mấy cái này thì ít lắm, phải đợi phải ra nhiều nhiều cơ. Ví dụ tại mình không có lấy cái chiêu đem kinh nghiệm theo, cái chiêu đó ít quá, chiêu cày tiền nữa mình chưa nâng luôn. Thành ra mà này đi lấy ngọc trước về nâng rồi mới lắc qua được. Ông này phải lên ba level 30 á mới leo tầng 50 được, phải ít nhất phải 25. Chứ đừng thấy ổng mạnh tưởng ổng giống lão bố, thật ra lão bố cũng không phải là mạnh lắm đâu. Qua Tam Quốc mà các bạn chơi lão bố mà các bạn đánh cào cũng thua đấy, đánh lão bố mà cũng chiến thuật lắm đấy đùa. Hôm qua lão bố thì nó mạnh hơn mấy nhận còn khá là nó dễ chơi thôi. Ây dạ 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 mà này khó đặc biệt các bạn à, đi ăn đồ đó. Đi ăn đồ thôi các bạn ơi. Đi ăn đồ là đi ăn đồ, đi ăn đồ là đi ăn đồ. Hô 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 hô. Rồi đây vô nào, vô cùng nhau ta uống càng ly à. Vô mình chưa cho hết tụ bi, vô cùng nhau ta uống thật say, vô mình vui cho hết ngày mai. Rồi thôi đánh hội đồng ăn chơi thì chưa mấy chú luôn chứ giờ cứ đánh chỗ đó ai chơi lại. Rồi đây ok không vấn đề, tiền ngọc nhiều lắm. Rồi đây mà đánh tới 7 tướng rồi các bạn, tha hồ mà càng. Rồi đây ở đây cũng không cần phải giết nhiều các bạn, cứ đánh một đúng một combo là nó ra một đồng vàng cho mình, cứ kiểu này thì xài tiền thoải mái luôn. Ông này ông càng đã thiệt chứ, cầm ổng như cầm lão bố bên Trung Quốc. Vô tiếp rồi đây mà này chưa lên tới tầng 40 chắc cũng đủ 3.000 lính rồi. Mà game này tính ra nó cũng đỡ bạo lực các bạn, tại vì nó chỉ dừng lại ở mức đó là KO thôi chứ không phải là kill, là knock out thôi á chứ không phải là cái tiếng Anh nó gọi dùng cái chữ gì nhỉ, animated hay gì đó mình không nhớ lắm. Rồi xong trời ơi đấy, cái chữ đó mình chơi Shogun 2 á mình hay gặp. Rồi đây nhào vô mấy cưng, hello mấy cưng, nhào vô đây. Rồi đây đọt số 4 chưa xong thì thôi ta cứ dùng đọt số 3 mất mát gì đâu. Rồi trận sau lên mình biết mình đấu với ai luôn rồi các bạn, mình sẽ đấu với lại cặp đôi Takeda Shingen và Uesugi Kenshin. Tầng 40 dễ nhớ, tầng 60 chúng ta quýnh với lại con Ina, tầng 80 chúng ta đấu với độc nhãn long. Rồi đây biết ngay mà. Rồi thôi anh em mình giao lưu võ thuật tí nào, chính băng luôn.
thêm phân phân bóng này vô nữa rồi khỏi chê. Rồi thôi hai ông bác này đo sàn rồi. Đúng là sức mạnh vô song các bạn. Rồi đây ăn được kinh nghiệm vô cái đầy cấp. Rồi rồi ok đầy chiêu luôn rồi, tha hồ chơi. Ông này thì chưa đi Nam E được đâu, nhưng mà quýnh chế độ khó với ổng giờ không còn khó nữa. Chế độ khó ổng giờ giống chế độ dễ thôi. Rồi thôi biết được rồi, các bạn không nên đi sâu quá. Rồi ok bỏ 3.000 ra, giờ thu về 4.978 đồng. Chưa tính mấy con ngựa thì coi như là cũng lời khấm rồi. Rồi đây, rồi không được nhiều cho lắm mà vũ khí của ông này coi như nãy giờ là khỏi chê luôn. Rồi có cây dừa lửa, dừa băng có may mắn nữa là tuyệt vời. Ồ cây này máy chính nó là vũ khí quá ngon rồi, tiếc là nó là 7 vòng nhưng mà là đồ búp. Cây này cũng được nhưng mà mình không cần cái này, mình cần cây có may mắn thôi mà. Lấy cây may mắn xài trước đi rồi tính tiếp. Cây này nè, vừa lửa vừa băng may mắn nữa là ok rồi. Ngọc thì trời ơi, nó mới lấy ngọc level 1 thôi mà đã được như vậy rồi. Để coi là 10 cục công, 7 cục thủ, 20 cục tóc mà giờ thêm tới cục hỗ trợ nữa, 7 cục hỗ trợ, 3 cục đặc biệt. Ông này quá đỉnh rồi. Rồi ok, cảm ơn các bạn đã ủng hộ video của mình ha. Mình là Lâm Bách Hợp, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.